Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay toàn cảnh quá trình cất cánh của máy bay A350 từ sân bay Nội Bài. Hiện tại máy bay đang được xe lai rắt đẩy lùi khỏi vị trí đỗ máy bay 40 hay còn gọi là gate 40. Ở góc này có thể thấy rõ việc chuyển hướng máy bay hoàn toàn do xe lai rắt thực hiện thông qua thanh đẩy. Từ gate 40, máy bay sẽ được đẩy lùi ra vệt lăn EW để khởi hành. Các bạn có thể nhìn vào sơ đồ này để hình dung ra đường di chuyển của máy bay. Máy bay từ gate 40 sẽ được đẩy lùi ra vệt lăn EW. Sau đó máy bay sẽ khởi hành từ vệt lăn EW. Sau đó máy bay rẽ vào đường lăn S7A để ra đường lăn S1. Máy bay sẽ đi tới cuối đường lăn S1 để vào vị trí chờ lệnh cất cánh tại đầu đường băng 11R. Chiếc A350 này có số đăng bạ là VNA892. Máy bay đã được đẩy đến vị trí khởi hành. Người thợ máy ở bên ngoài sẽ liên lạc để yêu cầu phi công phanh lại. Sau đó anh ta sẽ tháo thanh đẩy khỏi xe lai rắt và trục bánh trước máy bay. Thanh đẩy máy bay có hai bánh xe nhỏ để thợ máy có thể kéo đi được trên sân bay. Sau đó thanh đẩy sẽ được móc vào xe lai rắt để kéo đi. Thợ máy sẽ quan sát kiểm tra lần cuối bên ngoài máy bay xem có gì bất thường không. Các phi công đã sẵn sàng để khởi hành. Thợ máy sẽ liên lạc lần cuối với các phi công. Sau đó anh ta sẽ rút dây microphone khỏi hộp liên lạc ở trên càng bánh trước máy bay. Bây giờ thợ máy chỉ có thể liên lạc với các phi công bằng cách ra hiệu. Anh ta đang ra hiệu sẵn sàng cho các phi công và vẫy chào họ. Chiếc A350 đã bắt đầu khởi hành. Ở góc nhìn này, chúng ta có thể thấy kích thước khổng lồ của chiếc máy bay so với người thợ máy.
Bây giờ máy bay đã tới đầu đường băng 11R. Ở góc nhìn này, chiếc A350 phô diễn hết vẻ đẹp của nó. Cá nhân mình vẫn cho rằng chiếc A350 là máy bay đẹp nhất của Vietnam Airlines. Máy bay không dừng lại như thường lệ mà chạy đà cất cánh luôn. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng tiên cánh cong. Chiếc A350 đã cất cánh bay lên. Nó sẽ thực hiện chuyến bay từ Hà Nội đi Sài Gòn. Và đây là hình ảnh chiếc A350 chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.